Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề ung thư thực quản và cách phòng ngừa. Quý vị và các bạn thân mến, ung thư thực quản là căn bệnh nguy hiểm. Đây là những nguyên nhân chính gây bệnh bạn cần đề phòng. Cẩn thận hơn, bạn nên thực hiện ngay 5 việc này để luôn ở trong vòng an toàn. Khi thời tiết lạnh, việc uống một ly nước nóng như trà, cà phê sẽ làm cho bạn cảm thấy ấm áp, tinh thần thay đổi. Cuối ngày lao động mệt mỏi, ra nhà hàng ngồi bên cạnh nồi lẩu ăn bữa tối ấm nóng cũng vô cùng thư giãn và ngon miệng, loại bỏ giá lạnh. Nhưng trong bài viết này, các chuyên gia khuyến cáo rằng nếu thường xuyên ăn uống nóng sẽ nảy sinh vấn đề nghiêm trọng, hãy xem vì sao lại phải cẩn thận. Nếu chúng ta thường xuyên ăn thức ăn nóng sẽ làm cho niêm mạc thực quản rơi vào vòng xoáy của sự tổn thương, tái tạo lại, tiếp tục hồi phục rồi lại bị tổn thương. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ tạo ra một số bất lợi như gây viêm loét đường tiêu hóa, viêm thanh quản mãn tính, trào ngược thực quản, thậm chí ung thư thực quản, đặc biệt là trẻ vị thành niên khi miệng của chúng đang non nớt và yếu ớt hơn người lớn. Nhiều người chủ quan và không đồng ý với ý kiến này, nhưng thực sự không phải là không có căn cứ. Một nghiên cứu của Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế về ung thư cho thấy uống thức uống nóng trên 65 độ làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ung thư thực quản là bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Sau đây là những giải pháp giúp bạn biết làm thế nào để ngăn ngừa ung thư thực quản. Cố gắng để kiểm soát nhiệt độ của thực phẩm dưới 65 độ. Trong những trường hợp bình thường, nhiệt độ của khoang miệng và thực quản thường nằm trong một phạm vi tối đa 36,5 đến 37,2 và phạm vi nhiệt độ cho ăn thích hợp 10 đến 40, có thể chịu nhiệt được độ cao hơn mức 50-60, kiểm soát ở mức 65 trở xuống là ngưỡng tối đa có thể chịu được. Nếu bạn chờ đợi thêm một vài phút, thức ăn nóng sẽ nguội đi một chút, sẽ giúp miệng của bạn được an toàn. Sau khi ăn, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn. Tại sao bạn cứ phải thường xuyên đáp ứng nhu cầu thèm ăn ở miệng mà không chờ đợi một chút để an toàn cho cơ thể? Nên ăn đúng giờ, hạn chế ăn bữa khuya. Dạ dày là một cơ quan nội tạng rất thích hoạt động theo một thói quen tuân thủ thời gian biểu cố định. Trong một ngày hoạt động đều đặn, dạ dày cũng có cường độ hoạt động cao điểm và thấp điểm. Nếu không áp dụng ngày 3 bữa ăn uống đúng giờ sẽ dễ dẫn đến axit dạ dày và pepsin và không có thức ăn để trung hòa chúng. Khi đó, cơ thể sẽ tự động tiêu hóa bản thân niêm mạc dạ dày, làm cho niêm mạc dạ dày bị tổn thương. Đảm bảo ăn uống lành mạnh. Cố gắng ăn thức ăn tươi mới, tránh xa thực phẩm chế biến sẵn, hun khói và nướng, thức ăn quá cay. Ăn thêm một ít thực phẩm có tác dụng phòng ngừa ung thư để ngăn ngừa ung thư thực quản như ngũ cốc nguyên hạt, rau lá xanh. Bỏ hút thuốc lá, hạn chế uống rượu. Khói thuốc sẽ dễ dàng đi theo đường tiêu hóa vào dạ dày, trực tiếp kích thích niêm mạc dạ dày, dẫn đến niêm mạc bị xuất huyết hoặc gây co mạch, co thắt, hiện tượng thiếu máu cục bộ dạ dày sẽ xảy ra. Các triệu chứng thiếu oxy máu, nếu kéo dài tình trạng này, sẽ dễ dàng gây ra viêm loét dạ dày. Trong thời gian dài uống rượu hoặc một số lần uống rượu mạnh, hậu quả để lại cho cơ thể là rất khủng khiếp. Không chỉ sẽ làm phá hủy niêm mạc dạ dày, gây tắc nghẽn trong dạ dày, chảy máu, phù nề, mà còn làm ăn mòn và thậm chí có thể dẫn đến cái chết đột ngột. Nên nghỉ ngơi thích hợp để thư giãn áp lực. Do cuộc sống hàng ngày có nhiều áp lực, khi người ta mệt mỏi, áp lực công việc quá nhiều, dễ dẫn đến chứng khó tiêu, đau dạ dày, viêm loét. Nếu kèm theo thức đêm trong thời gian dài, sức đề kháng của cơ thể sẽ giảm, bệnh tật sẽ nhân cơ hội này để tấn công cơ thể. Ung thư thực quản cũng tương tự như thế mà phát bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, dấu hiệu cảnh báo mất cân bằng nội tiết trầm trọng, chị em cần phải biết, sẽ là những thông tin chính trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.